Thì mua tiêu giả bằng cái tiền mặt ấy, nó đã là một cái nỗi nhục còn mua tiêu giả bằng tiền vay thì nó là một cái sự đắp bổ nhục tại sao tôi lại nói như thế mặc dù là rất là sốc nhưng mà tôi phải phân tích chào mừng các anh chị em rồi chào mừng quay trở lại với kênh youtube của phạm à, hôm nay chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc cho một uh, một bà vợ nội trợ rất là đau đầu, chăn trở vấn đề thì nó không lớn nhưng cái cách bạn ấy hỏi tôi thấy rất là cái mức độ lo lắng của bạn ấy và mong chờ của bạn ấy câu trả lời nhẽ ra bạn xem thêm một vài video khác của tôi thì cũng tự trả lời được xin phép chiếm sóng để trả lời cho bạn cái câu này hai vợ chồng bạn ấy là có một cái mảnh đất ở quê có sổ đỏ và đang là một cái nhà cấp 4 để ở và bây giờ thì chồng bạn ấy muốn xây cái nhà ở cái ở quê chứ không phải xây cái nhà này nhá để cho tiện cái việc chăm sóc mẹ nhưng mà không có tiền mặt nên là muốn lấy cái bìa đỏ của chính cái mảnh đất vợ chồng đang ở này để thế chấp ngân hàng để xây nhà ở quê thì cho em cái lời khuyên là nên hay không nên thì nói với bạn đừng buồn cái tư duy mà mua tiêu sản là cái tư duy mà tôi đã nói rất nhiều trong các lớp học của tôi Thế mua tiêu sản bằng cái tiền mặt ấy Nó đã là một cái nỗi nhục Còn mua tiêu sản là bằng tiền vay Thì nó là một cái sự đắp bồi nhục Đấy, tại sao tôi lại nói như thế Mặc dù là rất là sốc Nhưng mà tôi phải phân tích Bạn vay tiền ngân hàng để xây cái nhà quê cho mẹ Thì chắc chắn là đấy không phải là cái tài sản để bạn bán đầu tư xây nhà cho mẹ mà còn tương lai thì khi nào bà mất thì cái chuyện tương lai chưa biết Thế rõ ràng là cái cục đấy là nó cứ nằm im một chỗ Và cái thứ mà cứ nằm im một chỗ Trả giao dịch được, trả tăng giá gì cả Thì trong cái môn tài chính ấy, nó gọi là tiêu sản Thế bạn đi vay tiền và gồng lãi Trong đó này sẽ mang cái tiền đấy Về xây một cái nhà Thế tôi cho rằng phương án này là cái phương án mà Nó chỉ khiến cái cái bức tranh tài chính của gia đình nó càng thêm nguy hại một phần bạn cũng chưa nói về cái việc là anh xã bạn thu nhập như thế nào hoành tráng hay không hoành tráng tiền để dành ra có nhiều hay không còn bạn nói đây là chả có tiền để dành ừ. thì nếu mà thực sự là gia đình bạn ở cái nhà cấp 4 hiện tại cũng được cũng chả có nhu cầu xây nâng cấp gì cả và thu nhập anh đi làm là sốc danh đủ để trả nợ lãi vay nếu có mà anh sẵn sàng hy sinh tất cả những cái đó bạn cũng đồng lòng hy sinh tất cả những thứ đó để cho mẹ già có một cái nơi mà kín gió ấm cúng tránh mưa khang trang sạch sẽ để an lạc tuổi già thì tôi cũng ghi nhận đây là một cái hành vi báo hiếu nhưng mà trong tình huống là bạn phải gồng được thì thôi trong tình huống đấy tôi bỏ qua cái câu chuyện là tài sản tiêu sản phân tích các cái khái niệm nó đau đầu ạ nhưng mà nếu cái việc đấy đẩy bạn đẩy gia đình bạn đẩy vợ chồng bạn vào cái cảnh túng quẫn hoặc là nợ nần ngập đầu thì câu hỏi quan trọng là cái người mẹ mà được ở cái nhà khang trang ấy, ở quê ấy, mới được xây ấy, bằng tiền đi vay thì theo bạn có sung sướng gì không tôi nghĩ tâm lý các cụ chả sung sướng gì đâu cái con cái mình phải gồng gánh thậm chí tôi xem nhiều bộ phim nhiều Cụ gánh nặng cho con cái còn xin chết sớm Cái tư duy là như thế Lo lắng cho con lắm Nên là nó không khả thi lắm Và nếu có thể thì Tôi mời đến những cái lớp Phát triển bản thân Thay đổi cái tư duy về tài chính Và chịu khó xem thêm những cái video khác của tôi Để thay đổi cái tư duy về tài chính ừ. Mình phải vững cái của mình thì mình mới lo thêm cho người khác Đấy. Còn lại thì nó chưa hoàn hảo lắm Thì thôi cùng nhau cố gắng một tí Cùng nhau khổ một tí Cùng nhau động viên với nhau một tí Nhưng mà thực ra có chết được đâu Đấy Những cái lời nói rất là thẳng thắn Hy vọng là không làm bạn Mấy lòng Và những anh chị em nào Từng rơi vào cái hoàn cảnh Tương tự giống như câu chuyện này Thì cũng đừng mấy lòng, đừng buồn khi tôi nói thẳng thắn quá sỗ ràng quá à, cái tình huống này là cái tình huống như thế rồi cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi với anh chị em tôi xin nhắc lại là anh chị em nào có những cái bài học nó rất là thực tiễn giống như bài học vừa rồi thì đừng ngại ngần comment để ban biên tập chúng tôi có những cái chất liệu để sản xuất những cái nội dung mới để phục vụ anh chị em học tập nâng cao các kiến thức liên quan đến bản thân à, và đừng quên like giúp tôi cái video này nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo